Vâng, những bước đầu tiên rất là uy tín đến từ Gaku. Tiếp tục pha đóng băng Inferno nhiều tia vào đây, không có bom bẫy. Rồi, một bom đỏ, hai bom đen. Độc dược để bắt Wish. Quản giáo bật gồng để khí cầu chiếm Blim cắm thẳng vào khu vực nhà chính. Ui, rồng đi nó đẹp quá anh em ạ. À, GS đánh trước à? Và đây là Ren. Oh, Inferno Dragon. Vâng, 4 tàng hình, 3 xương. Như vậy là cắm khí cầu chiếm Blim vô trước rồi. Khả năng là thế. Đấy, 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 đấy. Ủa? Châu bò húc. Vâng, chơi xe bò không ạ? Đưa Golem để đỡ đòn của X-Bow mặt đất. Và đưa châu bò húc cắm thẳng vào khu nhà chính. Inferno nhiều tia đốt cái xe bò này như muỗi đốt inox. Mãi mà không thấy tụt máu. Vừa mới nói xong hai cái X-Bow nó bắn cho tụt quần luôn. Và đây là Super Minion. Ôi rồi ôi, có con gì vừa mới bay ra đỡ đòn đấy nhở. Một rừng bom bẫy luôn. À. Vâng, đặt rất nhiều bom đỏ cụm khu vực nhà chính. Nhưng Super Minion bốc được. Ok, và như vậy thì bầy rồng còn lại có khi lại thoải mái nhá. Bầy rồng còn lại có khi lại ngon đấy. Bởi vì bom bẫy nó nằm phía khu vực nhà chính rồi. Rồi, rồi, rồi. Bom đèn tiếp, ác thật sự. Vẫn đang còn 3 bình xương, cứ bình tĩnh mà xông lên thôi. Quản giáo chưa phải gồng vội đâu. Chờ nó ốp vào gần pháo đây đá với cả là Inferno nhiều tia hẳn. Ờ, con xương bên này để cho King Queen vô bạn ạ. Ờ, được rồi kìa, quản giáo kìa. Ờ kìa bạn. Đấy đúng rồi, bật gồng cho nó VIP Pro. Đóng băng đại bàng X-Bow mà đất và thêm cả xương rồi. Vâng, ai đó làm ơn bế cái pháo đầy đá. Bị tiếp Inferno nhiều tia. Ồ, đưa xương ra để nhiễu tiếp pháo đầy đá. Nhưng không ai bắt pháo đầy đá thì bốc ruốc đó bạn. Ờ kìa. Ờ, come on. Oh no no no. Vâng. Ảo thật. Không ai bắt pháo đầy đá thì chỉ còn cái nịt rồi. Rồi champion tầm này bắt đầu xúc vô. Duy nhất một bình độc dược. Thời gian thi đấu còn tính bằng giây. Em Queen sẽ mất thời gian để đục tường trong pha đánh này. Rồi champion thì không thể mà cùng lúc chiến đấu được với một loạt công trình phòng thủ như thế này. Kình chém tường và Phượng Hoàng thì vẫn đứng lơ ngơ thôi. Càng TT, ốp hay quá TT ạ. Mà mười mấy giây, vâng, độc dược để xài cho những con xương ở đây. Tỉnh đòn quá Ren ơi. Quyết định gồng Queen trong trường hợp này và sẽ phải như thế nào? Vâng, đừng nha, đừng nha, đừng có 99. Ôi rồi, thôi thôi, thế này thì 98 rồi. 98 cũng khó. Mất thời gian đục tường quá. 95 cao tay. À không, kịp 96 rồi. Kịp 96. Wow. Tiếc quá nhỉ. Ồ, Gaku đánh nhau Ryuta. Ốc chứ. Vâng, bạn đánh Inferno Dragon thì tớ cũng đánh được chứ. Nhưng chơi 4 băng chứ không phải 4 tàng hình. Xương nhiều hơn, 5 xương. Rồi, bữa tiệc rồng rồi. Rocky Bloom vào bế của Air Defense và trụ Archer. Hay thế nhờ. Rồi, đã đập luôn cái thổi gió. Vâng, những bước đầu tiên rất là uy tín đến từ Gaku. Tiếp tục pha đóng băng Inferno nhiều tia vào đây, không có bom bẫy. Rồi, một bom đỏ, hai bom đèn. Độc dược để bắt Wish. Quản giáo bật gồng để khí cầu chiếm Blim cắm thẳng vào khu vực nhà chính. Ui, rồng đi nó đẹp quá anh em ạ. Hạ này rồng đi nó đẹp xoáy rồi. Nhưng sếp đã xài bình đóng băng. Blun bung ra thì vẫn kịp ăn khu vực nhà chính mà không cần phải xoắn. Xoay. Thêm pha đóng băng nữa cho chắc ăn. Ô đẹp thật đấy. Vâng, rồng mượt như săn chiêu rồi.
King Queen chưa cả vô mà. Đang đốt rất nhiệt tình đến từ những em Inferno Dragon và em Queen đang bị quay bởi xương. Tiếp tục là King vào việc. Bế được luôn quả X-Bow vào đất phía dưới. Cố lên chết. Vâng, khả năng 3 sao đẹp không ạ? Đang còn hẳn 2 xương 1 băng. Đẹp thật sự. Dường như quân gì nằm trong tay của Gaku cũng đều vâng 10 điểm cả phải. Vâng, không có quân nào là một tịt rồi. Ui xời. Vẫn đang còn một xương, bạn vẫn đang cất giành. Queen và Royal Champion chưa gồng. Đơn vị Archer với cả là Wizards vẫn đang được múa. Chép đã giao bánh sớm rồi. Để lấy thời gian. Đưa xương ra tiếp để nhớ em Queen và Roy Champion. Vâng, tranh thủ xúc em Queen. Đấy 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 đấy. Xúc Queen nhanh gọn luôn. Rồi tới công chuyện luôn. Đứt. Đứt hẳn luôn rồi. Bà sao quá đẹp dành cho Gaku. Vâng, đánh. Hay thật sự. VIP Pro phải thế này không ạ? Trận này đẹp quá rồi. Rồng nó không thể chê được. Rồng vào Rocket luôn vào phá không? Uy tín thật sự. Hay 10 điểm dành cho Gaku. Đỉnh thế nhỉ. Đi về Duyên. Là Duyên xuống. Cầm cả điều hai điều khiển xuống. Lấy điều khiển ô tô với điều khiển cơ bẩm đi lấy dân cái dưới xe. Đây là Skelly Donut Lalo. Ồ, Inferno nhiều tia. Một chút nữa. Ôi trời, chút nữa thôi là bốc được rồi. Tí thì ngon. Chào tất cả sếp nhá. Để xem Kilaha nào. Loon không bốc được Elifan à? Không bốc được. Rocket Loon vào thì được. Vâng, khí cầu chiến vào luôn. Oh, come on. Ông vẫn không sập rồi, sập rồi. Em gì đây? Em gì ơi, em gì ơi. Bom bẫy. Morio đặt bẫy cũng ác thật. Vâng, là vì tối ngày hôm nay để rất nhiều bom bẫy ở cùng khu vực nhà chính. Vâng, một em balloon vào phá được bom bẫy là rất tốt. Vâng, ăn được cái X-Bow. À không, ăn được X-Bow. Được rồi, nhưng Queen sẽ làm được điều đó. Kính bật gồng lên, xoay tàng hình cho em Queen. Còn thanh niên King đứng ngoài vùng tàng hình thì kệ em. À, Roy Champion à. Queen quay xe. Vâng, nhiệm vụ của Queen là còn gồng vào khu nhà chính. Nhưng quả này lava pop nó nổ ra thì oảng Queen à. Ơi xoay ấy. Vâng, đại bàng nó chiếu vào Queen rồi. 3, 2, 1, bật gồng mà chạy thôi Queen ơi. 1, 2, 3, em chết rồi, chết rồi, chết rồi. Quản giáo bật gồng. Headhunter đang chạy nhoe nhoét lên khu vực chỗ Roy Champion. Úi trời ơi. Bàn Skunk và Chip lại phải điều thêm Balloon và phải tốn một bình đóng băng cho khu vực nhà chính. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Úi trời ơi, nhoe nhoét. Pha này là nhoe nhoét cho Kihala rồi. Không ba sao được. Ôi giời. Ôi tưởng. Đèn của sếp thật chứ bộ. Xong hẳn rồi. Xong hẳn rồi anh em ạ. Bây giờ Navi vào làm cho trận 3 sao nữa là vâng, tinh thần là tụt mút luôn. Vâng, cảm xúc lại đi xuống luôn. Căng. Quá căng luôn. Tiếc cho sếp quá. Và trận này là bao nhiêu? 77 78. Ồ, 78 thì sầu lắm. Đây là Queen Chuck Lalo đến từ Morio. Sẽ dư nào đấy sếp ơi?
Giặt Queen bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Thêm em Bloon, Zeti. Ố, Châu Bò Húc à? Được đấy nhờ. Cả này Morio đánh ngược khu vực nhà chính. Em Queen chạy rìa khu phía ngoài. Zeti vào ăn. Không bế được đại bàng rồi. Ồ, Headhunter. Queen đã phát hiện ra. Chỉ ăn được Inferno với cả là X-Bow thôi. Anh Sa Vâng cảm ơn sếp. Nào vừa mới hồi máu 10k dành cho Navi. Ok. Em đã nhận được 10k hồi máu hồi sếp ở ngân hàng rồi nha. Cảm ơn sếp rất nhiều nha. Rồi. Từ khi cắt quả đầu đẹp dai này, hôm nay mới thấy có sếp hồi máu 10k rồi đây. Chiếu công thành bình và đầu tư thêm cuồng nộ nữa. Thủng tường. Úi trời ơi. Ô, mất gồng Queen đến từ Morio. Khoảng cách đến nhà chính sắp đến rồi, cố lên. Cái thổi gió rồi, rồi đi lên Tesla. Ô, ô xời. Ô, ôi xời. Vâng, đã gồng kinh để em Queen quay lại. Rồi, nhưng em Queen vẫn quay xe thôi. À, không quay à? À. Ô, 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 vip, 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 vip. Em Queen như thế này là chán thở lắm rồi đó. Queen đi lên đây là chán thở lắm rồi đó. Vẫn đóng băng và ăn được khu vực nhà chính thôi. Bởi vì là đang bơm tốt mà. Isler nó đang ở trong tầm này mà. Được, vẫn ăn nhà chính đẹp. Cứu Queen là tuyệt vời. Chip không chấp nhà chính. Vẫn ổn, vẫn ổn. Quản giáo đã bật gồng nhưng thời gian thi đấu không còn nhiều. Độc dược đã bung lên. Dưới này Bloon gặp xoáy rồi. Quản giáo đã phải bật gồng rồi. Champion beat em Queen lại. Bloon nằm xuống khá nhiều. Và đây cũng là một trận thi đấu tạch cũng sâu phết. Một đồ gánh tim à. Đấy xa. À không, vẫn hơn 78%. 8x bạn ạ. 8x đấy. Đừng đùa với sếp. Chép đánh vẫn bay lắm. Úi dồi, úi dồi, 9 chục không? Không, 89. 89, 89. Ồ, vẫn cao chứ. Được, được, được. Vẫn đang hơn sao. Và hơn phần trăm phá hủy đến từ Navi. 37,8 và GS là 34,8. Supercell dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Và sẽ có một tấm vé để vào đêm chung kết. Là ngày mai đó. Ngày mai ngày kia đó. Giải cho Trung Quốc thôi. Rồi. Này thì King Queen các thứ này. Chào tất cả anh em nhá. À, đóng bình chọn nhỉ. Quên. Ôi xời. Ba tướng vô hết rồi. Không sợ bạn đâu. Vẫn đốt ác chiến thật chứ. Mặc dù quản giáo đã bật gồng rồi. Nhưng mà hai Inferno nhiều tia nhìn khen quá. Vâng, 83% anh em chọn Navi chiến thắng. Và 17% các bạn chọn là GS mà thôi. Queen tốt. Ui dồi, xe phóng gỗ thủng tường đẹp kìa. Zeti nó lại đi giữa đại lộ kìa luôn. Em Queen quay về. Không. Rồi Champion góc 9 giờ bạn lụm đẹp rồi. Máy bắn đá cũng bay màu rồi. Nhưng Inferno thì còn. Tàng hình cho em Queen ạ. Ô ô. Bạn có xài băng cho Inferno nhiều tia ở đây không? Tao tới là có đi. Tao tới là có đi chứ không nó không ăn được. À bạn chờ lại gần rồi bạn mới thả ra băng. Hay quá bạn ạ. Vẫn còn cuồng nộ cho Queen nào. Đúng rồi. Đầu tư cái đóng băng hay để cho Blue nó ốp vào. Úi dồi ôi. Vội bốc từng đấy bom bẫy cũng được. Để Queen nó còn tự tin hơn.
Vâng, pha đi queen quá hay và la lô chưa thả nữa. Cái gì thế này? Ồ, em queen mất gồng, bắt buộc phải ôm được cái inferno nhiều tia đấy. Không được rồi, không ôm được inferno nhiều tia là xong hẳn rồi. Vâng, teo hẳn mong bên phải rồi. Căng căng. Ơi trời ơi, hãng Supercell là của Phần Lan đấy sếp. Ô trời ơi. Vâng, balloon, 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 balloon. Một mình Infro nhiều tiền nó chấp hết rồi. Vâng, 98% dành cho Niarom. 98%. Cày thế nhá. Dạ yeah, tối ngày hôm nay anh thiếu đi một sự may mắn một chút ạ. Ồ. Đây là Kazuma Titan Smart cho sếp. Để xem nào. Sếp vào đâu đây sếp ơi? Tớ nghĩ là Cloud chốt chứ không phải Star chốt đâu. Xe phóng lửa vẫn đang ủn tốt này. Chào tất cả anh em nhá. Xe phóng lửa tự tin bốc nhờ. Hoàn giáo thì bốc ở trên hướng góc 11 giờ trên kia. Baby góc 2 giờ đang cắt. Ô không cắt ở trụ A chờ luôn ta. Rồi em Queen vào hướng 12 giờ và quản giáo quay lại hỗ trợ tiếp. Ôi chá. Vời, xếp sinh bận đẻ đã thả hồi máu 200 yên. Cổ vũ cho Kazuma Hunter này đánh 3 sao ư. Ồ, ồ, ghê ghê. Xe phóng lửa dưới này đang ăn khá tốt. Đầu tư quả X-Bow beat lại. À, đóng băng beat X-Bow chứ. À, đi ngược khu vực nhà chính luôn. Rocky Balloon ra rồi. Như vậy xe phóng lửa đã hy sinh. Lava đã bùng rồi đấy. Một bình nhảy ở đâu xem. À thả nhảy để vô nhà chính à. À không, thả nhảy để qua queen à. Hay lại chấp nhảy. Ủa sao spell còn nguyên vậy? Hôm nay giờ bạn chưa xài spell à? Ơ à, kìa. Đánh thì ai chơi. Chơi thì ai chơi lại sếp. Ui dồi ôi. Toàn bộ spell dành cho quanh khu vực nhà chính luôn thì phải. Chuẩn bị cuồng nộ này. Bơm cuồng nộ không? Rồi, kinh lụm vào khu vực nhà chính này. Ôi, nhảy vẫn chưa thả luôn. Ghê thật. Lại phải 3 sao dành cho sếp à? Đóng băng tiếp và bơm cuồng nộ cho Electro Titan to như con voi và chạy vào tầm quất. Ôi dồi ôi, vâng, dành riêng cho em Queen của đội bạn ạ. Vankyri, vô đúng chấp nhảy thật rồi. Ô, đằng scup thật. Ừ, thời gian. Ăn được. Nhảy ở đây. Ác. Ác thật sự. Sức mạnh của 200 yên chấp nhảy luôn mà ạ. Đội bạn lia hay thế nhờ. Đúng là Kazuma không bỏ lỡ cơ hội thật. Skelly Donut Lalo tiếp. Không biết ca này như nào. Ui bốc được mỗi cái hội thành thôi ạ.
Càng càng. Ok, mình đã nhận được 20k ly cà phê rồi, xếp mình càng nhá. Ô, tôi bốc ruốc rồi. Vào ngay bế ngay của bom đen rồi. Cà này không biết như nào đi. Kinh đã mất gồng. Big Bow vẫn đang còn. Ghê quá, ghê quá. Rồi, em Queen chạy vào bên trong bật gồng cho ăn khu vực nhà chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ của Queen rồi. Nhiệm vụ của Queen chỉ thế thôi. Ô, Lalo vào góc 9 giờ này luôn à? Như vậy là đại bàng nó bắn chùa hơi lâu đấy. À, sếp An Nguyễn hồi nãy là hồi máu 10k không đi tên à? Bảo sao? Mình hỏi mãi mà ai không biết. Vâng, đúng là tâm lý dành cho GS rồi. Tiếc thật sự. Những em Bloon bắt đầu vô tiếp ạ. Đã có tàng hình. Tiếp tục là tàng hình. Ôi xôi ôi luôn. Ôi rồi chấp nhiều spell quá. GS rõ ràng là đã bị tâm lý rồi. Oh no. Tiếp tạch sâu lắm. Quá sâu rồi bạn ạ. Rơi ăn liều thợ xây bỏ Inferno nhiều tia. Ôi thôi thôi tôi bảo sao. Chấp 3 spell mà lạ quá thật đi chứ. 80% cho sếp. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Chấp căng quá. À vẫn đang còn một vâng chiến binh ở đây nữa. Tím. Chính thức tím. Các sếp mình cho cái like chia sẻ vẫn khởi nhá. Thả like thả tim ủn view đi nào anh em. Chào các bạn nhá. Queen Jack Twin Hawk. Bơm tiếp Isler trong tình huống này. TikTok là Chamax GF với cả là ET Bettinger. Bình tĩnh à, bình tĩnh à. Có luôn cuồng nộ rồi đó. Nhưng mà em cũng đang bị bắn á. Mất gồng Queen. Ôi, mất gồng Queen rồi. Mất gồng Queen rồi. Vâng, à chờ đông lắm. May mà có kịp quả thả độc. Queen đang bị tầm quất bằng liên tiếp phải bơm cuồng nộ vào. Sếp không nghĩ là ở đây đông thế. Quả này mà Inferno một tia nó lại còn tím nữa. Thánh nhân kinh vào vụt. Đúng rồi, Cloud đánh Hawk không mang hồi máu. Vâng, từ khi mà siêu Super Hawk Rider ra, các bạn ấy đánh ít mang hồi máu lắm. Peo dồn cho Queen rồi. Nhà này cất nhà chính nó sâu thật chứ. Ôi Hoàng Queen rồi. Hoàng Queen và nhà chính nó còn nguyên. Bật gồng kinh ở đây để vào ăn khu vực nhà chính thì may ra còn được này. Hawk vào. Đấy bật gồng kinh rồi khi kinh oảng thì còn Phượng Hoàng. Kinh chạy ra đây. Không chạy vô thì hai sao out. Bởi vì còn băng mà. Chạy vô thì hai sao còn băng. Hoặc là Royal Champion nó sẽ vô nữa. Ui bom đỏ. Đứt Phượng Hoàng. Tự xây còn không? Còn nhưng mà không sửa được. Không đến nơi.
Vẫn là ăn nhà chính được đến từ họ. Rồi bật gồng thế là ổn rồi. Cá xoáy luôn được kìa. Úi giời. Cá này đi sâu quá. Tự tin nên ném spell chậm mà. Bảy x vẫn là 7x cho sếp. Đấy, 70 rồi đấy. 71. 71% cho Cloud. Ồ. Tiếp nào mà chưa follow em nhớ follow nha. Tiếp Cloud. Lại Skelly Donut la lô. Ơ kìa, các sếp đánh chưa chán à? Rồi có bế được không? Ốp như thế này là không ổn rồi. Ôi thôi. Ôi thôi rồi. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch rồi. Nhạc hay thế. Ôi dồi ôi. Nhạc này là xin tín đưa em vâng về nơi cuối cùng rồi. Vâng muốn chấp spell nhưng nó lạ lắm. Rồi xoáy luôn, rocket luôn ra luôn, tím lịm luôn, không ăn được pháo này đá luôn. Ôi giời ơi, nó mặc giáp à? Oh man. Lại cả mất gồng queen nữa. Đang cố gắng đưa thả đá vào ăn cái nhà chính lấy 2 sao. Ừ, phần trăm thì kệ nó thôi chứ thằng nào chả nhoe nhoét rồi. Bằng khu vực nhà chính và balloon Dark Rider không ăn được nhà chính thật rồi à, bằng tiếp phát nữa. Ơ kìa rồi may quá bế được cái nhà chính luôn rồi. Ta này xếp đi hơi xa. Xong 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 này là tự hủy rồi. Ừ, cái này là cố gắng 2 sao thôi chứ cứ mới có ba mấy thế này. Chắc chắn lắm rồi. Oh no. Đang cố gắng lấy để đủ 2 sao rồi. Đúng là bị tâm lý thật rồi chứ. Chán thật. Anh em mà trận 96 trận 98 thì nó đỡ hơn. Nếu mà hai trận đó mà biến thành hai trận 3 sao á thì tâm lý đánh nó thoải mái hơn nhiều. Chứ Ryuta có khi nào mà để tạch sâu như thế này đâu. Mà cũng một phần là Skelly nhưng mà đúng là không phá được gì thật. Vấn đề là ở chỗ Skelly nó không phá được hội thành, không phá được cái gì hết. Rồi, Idol Star chốt gì đây? À, để tớ biểu diễn Skelly Donut La Lô cho mà xem này. Nãy giờ các bạn đánh mà chưa 3 sao thì để tớ. Rồi, xin mời sếp Star vào việc. Hồi nãy là Gaku đã bảo để tớ bày cho mà đánh Inferno Dragon. Rồi bây giờ đến lượt Star, để tớ bày cho mà đánh Skelly Donut này. Rồi. Nhìn này. Đấy. Thế là tàng hình thôi. Chúng ta sẽ bế được hội thành và Inferno nhiều tia. Đó. Đơn giản không? Đấy là cách tiêu diệt nè. Bây giờ tiếp theo đến cách thả Bloon này. Chào tất cả anh em nhá. King Queen dồn ở góc khu vực hướng 3 giờ. Rồi, X-Bow mà đất bốc được thanh niên kinh rồi. Ngô lầm vào hơi muộn chút.
Ăn thử kệ rồi. Tiếp tục siêu cung thánh binh. Thủng tường. Nhưng mà kinh lại chạy đi theo hỗ trợ em Queen. Ủa alo. Rồi rồi, thanh niên nào ăn nhà chính? À Queen. Queen quay xe ra múc nhà chính vậy. Tốt, khu vực nhà chính nó bốc tốt. Phượng Hoàng, ôi mất Queen luôn ạ. Đi xem nào, máy khoan chiến tranh có luôn rồi này. Rồi champion sao bánh. Sao bánh được rồi. Múc được luôn cái thổi gió. Dàn này. Được được. Vẫn tin là Star sẽ làm được. Headhunter vào phá được quả bom đôi. Đúng rồi, champion. Bùng nốt rồi. Bây giờ là anh em tự túc. À, chà chà chà, vâng, vào bế nhanh cái máy bắn đá đi. Nó bắn khá khá balloon rồi đấy. Oppo. Ok. Bốc tiếp bạn. Cố lên, cố lên. Ôi giời ơi. Edifan rồi là chốc nữa Tesla. Nó còn đốt ở đây cũng đau phê đây. Vâng, 9x dành cho sếp rồi. Còn rất nhiều công trình mà làm sao mà ăn hết được. 9x. Và như vậy là chiến thắng dành cho Navi với tỷ số là 12-10. Vâng, hơn sao, hơn luôn cả phần trăm phá hủy dành cho Navi. Tuyệt vời quá. 90,8 và bên kia là 82,2. Ok, cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay trên kênh Akari Gaming nhá. Sếp nào múc vé vàng, gói gem hay những gói ưu đãi mà các sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì hãy tham khảo trong fanpage Akari Gaming của mình với hơn 144 người theo dõi Facebook nha. Sếp nào tự nạp được rồi anh em nhớ nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Super Share sẽ người trả lương. Động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt nha. Còn bây giờ thì hẹn anh em hơn 10 giờ ở TikTok nha. Bye bye.